ngày 2 tháng 8 năm 2020 tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Chúng ta cùng tìm chủ nhân của lần quay đợt thứ nhất. Lần quay thứ nhất tại Đồng Nai và sẽ còn những lần tiếp theo nữa. Và bây giờ cùng cô Xuân đếm ngược được không ạ? 3, 2, 1, 5, 1, 3, dừng! Ô tô VinFast thuộc về quý khách Lê Thị Hiền và Manchester Đồng Nai! Đồng Nai! Thì khi mà chị mới đưa cái bằng chứng chị chụp ảnh thì khách hàng thấy là đúng sự thật là rồi. Thế là khách hàng là coi như là muốn xỉu luôn. Thì chị khách hàng thì chị có nói là vậy thì có gì là chiều lên lấy xe đi. Thế khách hàng không nói được lời nữa rồi. Dung quá không nói được lời em ạ. Bản thân chị còn dung nữa là khách hàng nữa. Cán bộ bảo vệ nhân thọ Đồng Nai đã tới thăm khách hàng Lê Thị Hiền để làm những thủ tục cần thiết trước khi trao xe. Chị Hiền là khách hàng thân thiết của bảo vệ nhân thọ. Tính tới nay, gia đình chị đã có 4 hợp đồng bảo hiểm. Hợp đồng gần nhất là An Phát Cát Tường với mức phí 50 triệu đồng một năm. Đây chính là hợp đồng mang lại may mắn cho chị khi trúng thưởng xe ô tô. Tôi cảm thấy bất ngờ, không nghĩ là mình trúng thưởng vậy. Nghĩ chị Hiền chỉ giỡn thôi, chứ đâu nghĩ mình trúng. Tôi tham gia bảo hiểm nhân thọ là thứ nhất là bảo vệ cho bản thân tôi. Thứ hai là chị dâu tôi làm bên bảo việt cho nên là cũng có sự tin tưởng ở trong đó. Đó là doanh nghiệp của nhà nước. Nhà chị Hiền ươm cây giống bán cho bà con trồng rừng. Chiếc xe này với gia đình có ý nghĩa rất lớn, giúp chị và chồng thuận tiện đi làm hơn. Mong muốn của chị là nhận được xe màu đỏ, màu tượng trưng cho sự may mắn và hy vọng công việc làm ăn của gia đình cũng đỏ như màu xe. Đại diện bảo vệ nhân thọ Đồng Nai đã trao biểu trưng xe cho chị Hiền, hoàn thiện các thủ tục cần thiết để sớm trao cho gia đình chiếc xe thật sự. Và chiếc xe này thì đối với gia đình tôi là để đi du lịch đây đó, đi chơi đỡ phải mướn xe. Chúc mừng khách hàng Lê Thị Hiền trở thành khách hàng đầu tiên trúng thưởng xe ô tô VinFast Fadin bản nâng cao. Chương trình khuyến mại đón tuổi mới sức sống mới của bảo vệ nhân thọ bắt đầu từ ngày 6 tháng 7 và kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2020. Vẫn còn 3 chiếc xe ô tô VinFast Fadin bản nâng cao cùng 1.041 chiếc xe đạp thể thao đang chờ các khách hàng may mắn trong 3 đợt quay thưởng tới đây. Hãy truy cập vào website của bảo vệ nhân thọ hoặc liên hệ với tư vấn viên tại địa phương để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình.